Đinh Thành Trung dứt điểm. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Quá hay, quá đẹp mắt. Đó là pha ngả người móc bóng của Rodrigo. Cuối cùng thì Phí Minh Long đã bị đánh bại. Một pha dứt điểm rất khó của Rodrigo. Sau rất nhiều cố gắng thì cuối cùng Quảng Nam đã có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Cội có điểm của thầy trò huấn luyện viên Vượng Việt là vẫn còn. Cách biệt bây giờ chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Quan trọng hơn, bàn thắng này của Rodrigo sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ Quảng Nam lên rất cao. Chúng ta cùng xem lại một siêu phẩm đã được Rodrigo tạo ra trên sân vận động Hoàng Đẫy. Phí Minh Long đã chạm được tay vào bóng trong tình huống này, nhưng pha tung người móc bóng của Rodrigo là quá khó. Và lập công của Rodrigo ở phút thứ 66 chắc chắn sẽ giúp cho trận đấu trên sân Đẫy diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều. Huỳnh Tấn Sinh và lấy bóng của Ngân Văn Đại. Cuối cùng thì Huỳnh Tấn Sinh đã phải phạm lỗi với Văn Đại. Trận đấu sẽ còn khoảng hơn 20 phút nữa mới khép lại. Cơ hội để cho Quảng Nam có thể nghĩ về một trận hòa là hoàn toàn có thể xảy ra. Phan Đình Thắng, Huy Hùng, Hoàng Vũ Samson. Đường chuyển không tốt của Samson. Ibukebe, Đậu Văn Toàn, Thành Lương. Sau khi hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, hiệp thi đấu thứ 2 quay trở lại và chúng ta đã được chứng kiến liên tiếp những bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Điển hình là pha lập công vừa rồi của Rodrigo. Ngân Văn Đại rất khỏe.